tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay.
con ra coi có phải anh Điệp con qua chơi không. Mở cổng cho nó đi. Không phải đâu ba ơi, ở trên nhà Việt thì ta đem nhật trình xuống cho ba đó. Vậy mà ba tưởng tại ba không để ý chứ. Anh Điệp ảnh qua đây hoài à. Con vợ nó quen hơi rồi, nó đâu có sủa. Phải rồi, chuyện gì chứ chuyện đó làm sao ba để ý bằng con được. Ba hệ dân nó là bay trong đứng trong ngồi, mày nhắc tới là mắt cỡ đỏ mặt đó. Mày làm như lạ mới trộn nhớ thầm thương, trong khi cái chuyện hôn nhân cha mẹ đôi bên cưa với nhau lâu rồi. À để coi là hồi thằng Điệp mới vừa bập bẹ, còn mấy thì nằm trong bụng mẹ. Mười mấy năm qua rồi, thế sự đổi thay, cha của thằng Điệp đã theo ông theo bà. Một mình chỉ cứ bên nhà, sớm hôm chỉ lo tần tao. Để nuôi con nên người, học hành tới nơi tới chôn. Cái chuyện hèn sang như con nước rồng nước lớn, quý là cái nghĩa cái nhân, cái lòng dạ đôi với nhau. Bay đừng có bày đặt trứng mà đòi khôn hơn rận. Bay chặn đầu chặn đuôi sợ ba đổi ý hả? Không có đâu con. Nhà mình mấy đời rồi giữ tròn tín nghĩa, nếu có chuyện gì trắc trở, mai này mà chết xuống dưới mặt mũi nào mà ba nhìn anh cử chứ. Ba. Hả? Con pha bình trà nóng rồi đó. À. Ba. Hả? Ba đọc nhật trình đi ba. À. Để con xuống con giả cho rồi mấy chục nếp mới, ba biểu chiều nay con đem qua cho bác cử đó. À, để đâu ba, con nhớ đem qua cho kịp chiều nay nha. Dạ. Để chừng Đẹp nó về nó cho hay nó thi đậu đó, sẵn chỉ nấu nồi cơm nếp và nấu cúng ông bà rồi mừng cho nó luôn nha. Dạ. À nè con à, có phải bằng Thịnh Trung là cái bằng díp lơm đó phải không con? Dạ phải. Vậy là thằng Điệp nó đậu thôi. Mà điều họ để lộn chữ phê thành chữ N, thành ra là Vũ Khắc Điện. Vậy chắc là người khác đó ba à. Ôi bây đừng có khôn hơn tao. Nhất trình họ in lộn, họ cáo lỗi hoài không thấy sao. Tao nhất định Vũ Khắc Điện là dạ là người khác đó bác à. Ủa cháu, cháu mới về đó hả? Dạ. À nè Lan ơi, anh Điệp có con về nè Lan ơi. Cháu nói đó là tên người khác, còn cháu sao? Dạ cháu rớt rồi bác à. Rớt? Dạ. Vậy là làm sao? Dạ cháu cũng đâu có biết làm sao. Trời đất ơi. Trời ơi, không sao, học tài thi phận mà. Hơi đâu cháu buồn, đâu phải người nào học giỏi cũng thi đậu hết đâu. Hơn nữa cái bằng cấp là, ôi nó chỉ là cái bằng cấp thôi, phải không cháu? Dạ. Và lại ở đời con người ta hơn nhau bởi nhiều lẽ, tánh tình nè, tư cách nè, danh dự nè, phải không? Dạ. Bằng cấp bạn thua gì, phải không? Dạ. Nè, còn kỳ thi nữa phải không cháu? Dạ phải. À vậy thì cái kỳ sau ráng đậu nghe. Coi vậy chứ đàn bà họ coi trọng chữ công danh lắm mà nghe không? Dạ. Cháu cũng cố gắng hết sức để mẹ cháu khỏi buồn lòng, bác và em Lan khỏi thất vọng. Nhưng cháu ân hận hết sức vậy. Thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói là nói vậy chứ ba có trách móc gì cháu đâu. Chuyện dĩ lỡ rồi, thua kéo này mình bài kéo khác. Rớt kỳ này thì ráng kỳ tới cho nó đậu, nghe chưa? Nè, để bác kêu con Lan lên, rồi cháu liệu mà nói với nó. Mấy bữa nay à, nó trông cháu dữ lắm đó nghe. Lan à, Lan à. Dạ thưa bác, dạ cháu ghé cho bác hay tin rồi. Cháu phải về thưa lại với mẹ cháu. Cháu còn phải, dạ
Dạ để bữa khác cháu qua. Còn bữa nay... Khoan. Dạ thưa bác, dạ cháu về. À có cái đếp. Cái thằng Lan à. Lan. Dạ. Nè, con đem nếp qua cho bác cử, rồi lựa lời mà ăn ủi thằng Điệp, kéo nó buồn tội nghiệp nó. Nghe. Đi đi con. Dạ. Điệp à, con qua bển báo tin con thi rớt, rồi con thấy bác Tú có buồn không con? Dạ thưa mẹ, dạ bác Tú không có được vui. Phải rồi, vui sao được, tuy mẹ là người đẻ ra con, nhưng bác Tú mới là người tận tình lo lắng cho con. Kể từ ngày cha con mất đi, cạnh mẹ qua con coi dù mẹ tảo tần hôn sớm vàng lao, nhưng vẫn tiêu trước hụt sau. Bác Tu đã tận tình đùm bọc, gia đình ta mới có được ngày này. Nhưng con ăn học chẳng thành tài, làm mẹ buồn ba Tu chẳng được vui, chắc Lan cũng nặng lòng lo. Lúc dân con nó lui tới hàng ngày, nhờ giấy mà mẹ cũng bớt buồn. Gần ngày con thì thấy mẹ băn khoăn lo ngại, nó an ủi rằng con sẽ đậu thật cao. Nhưng rồi con đã làm cho mọi người thất vọng. Con cũng đừng có buồn. Mẹ nói như vậy không phải là để trách cứ gì con đâu, nhưng mẹ muốn nhắc cho con nhớ là bác Tú và em Lan đã lo lắng cho con nhiều lắm, giúp đỡ cho nhà mình nhiều lắm. Con cố gắng mà đừng phụ lòng họ. Chứ còn mẹ thì mẹ đẻ ra con mà, tốt xấu hay dở gì thì con cũng là con của mẹ. Mẹ à, hay là mình thưa với bác Tú đó mẹ, xin hủy lời giao ước cũ đi. Điệp, con nói gì kỳ vậy con? Hay là bấy lâu nay con lên tỉnh học rồi bộ con có để ý? Dạ không có đâu mẹ à, lúc nào con cũng kính trọng bác Tú, yêu mến em Lan. Nhưng con thấy mình thọ ơn nhiều rồi, mà con thì học hành không có ra gì, thi cử công danh thì lận đận. Ràng buộc với lời giao ước cũ chỉ làm buồn lòng bác Tú, làm khổ em Lan thôi. Cho nên con đã lén gửi cho em Lan bức thư trình bày đầu đuôi như vậy đó mẹ à. Điệp, bộ con điên rồi hả? Sao con Dạ thưa bác, con biểu con đem qua cho bác mấy chục nếp mới để bác nấu chè cúng ông bà, nhân gian giái cho anh Điệp được may mắn ở kỳ thi sau. Anh Tú ở bên nhà cứ gửi đồ qua cho hoài à. Con về nói là bác cảm ơn nghe. Anh Điệp của con cũng vừa mới dạ. Nhắc tới con cái là con qua liền đó. Thôi bây giờ hai đứa ở đây nói chuyện nha. Để bác ra sau bắt nước lên rồi nấu chè, đặng lát nữa cũng bắt trai ở đây nói chuyện nghe con. Dạ thưa bác. Cứ ở đây. Dạ. Lan. Dạ. Lan có nhận được thư tôi gửi chưa? Dạ rồi. Lan đọc chưa? Dạ rồi. Mà Lan đọc kỹ chưa? Nhăn nheo hết vậy mà sao không kỹ? Vậy Lan hiểu lòng tôi không? Hiểu chứ sao không. Nhưng mà ác quá à. Tôi hiểu bụng người ta, mà sao người ta không biết cho cái bụng dạ của tôi? Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ. Nếu
sao còn điên thơ nói vậy? Mà hồi nào tới giờ, có bao giờ tôi mở miệng than khổ với ai đâu. Từ khi biết, biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta. Coi như yên phận rồi, dù hồng có nói ra. Từ mấy năm qua, khi gần như lúc xa, dù chưa có nói lại nói qua, nhưng đã coi như một nhà. Tôi coi bác như mẹ già, tôi nghĩ anh cũng thiệt thà. Ai dè người ta tính gần tính xa. Lan à, anh cũng thương Lan hết lòng hết dạ, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tấm chồng. Là tối tăm cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa nên người ta bài điều đặng đổi thay. Tôi mà có lòng dạ như vậy hả, xin cho đất trời đoản mạng đi cho. Thôi thôi đi, đừng có thề nữa. Tôi tin rồi. Lan tin rồi ha. Ừ, nhưng mà phải bỏ cái thơ đó à nghe, tôi mới chịu à. Nói thiệt á nghe, mấy chữ biên đó tôi ấm ức ở trong bụng, mà nước mắt nó cứ chảy hoài hả, cầm hổng có đặng. Thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người. Lan à, Lan cho tôi xin lại bức thư đó đi, tôi xé bỏ cho Lan vừa lòng. Mà không có được nói như vậy nữa à nghe. Không, không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa. Lan đừng buồn nữa nha. Ừ, tôi hết buồn hết giận rồi. Thôi ở đây nha, để tôi xuống tôi phụ bác nấu chè. Ở đây hai đứa nói chuyện cái rủi rủi ai thấy người ta cười chết. Ở đây nghe. Bác để con coi nồi chè cho. Bác lên nhà trên dọn bàn thờ bác trai đi. Coi kìa, sao con không mở trển? Dạ thôi. Thôi cũng được. Điệp à? Dạ. Con có nói chuyện với con Lan chưa? Dạ, con lấy bức thư lại, con xé bỏ rồi nè mẹ. Vậy mới được chứ. Con đừng có ý nghĩ nông nổi rồi làm tầm bậy nha. Bắt tú bắt giận mà làm cho con Lan nó buồn. Mà à con à, con tính chừng nào con trở lên tỉnh vậy Điệp? Dạ con tính đi nội bữa chiều nay, để kịp chuẩn bị bài vở thi kỳ nhì. Dạ luôn tiện con ghé nhà bác phủ. Bác phủ nào mà con chưa nói cho mẹ nghe? Dạ bác phủ Trần là bạn cũ của cha con đó mẹ. Hôm trước dịp tình cờ bác ấy có gặp con, thăm hỏi hoàn cảnh của mình hiện nay. Chắc thấy cảnh mẹ qua con coi bác ấy cũng thương tình, mới biểu con ghé nhà rồi bác ấy tìm cách giúp cho. Ờ thôi, mẹ nhớ ra rồi. Bác phủ là bạn của ba con, mà cũng là bạn của bác Tú ba con Lan ở bển á. Nhưng mà nghe đâu hồi xưa ổng với cha con không có mấy gì hòa thuận đó nghe. Người lớn mà mẹ, ai để ý tới mấy cái chuyện lặt vặt hồi xưa đó. Bác hứa là sẽ giúp đỡ cho con kỳ thi này, và tìm cho con một chỗ làm trên dinh quận của bác á, để cho con có tiền mà giúp đỡ cho gia đình và tiếp tục việc học đó mẹ. Vậy thì cũng may cho con lắm. Nhưng mà mình thỏ ơn nhiều người quá rồi, mẹ sợ. Miễn là mình đừng bội bạc, đừng có quên ơn là được rồi, chứ sợ gì mẹ. Thì mẹ nói vậy mà, chứ con tính làm sao, miễn được rồi thì thôi, chứ mẹ có nói gì đâu. Ôi da, nóng quá. À Lan nè, trời ơi, để đó cho bác. Nóng mà chờ phỏng tay đó con.
Bộ lát chiều đi hả? Chiều nay tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, nói chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, cho nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà tôi đâu có cản chi. Nhưng mà có điều người ta đi rồi chắc cái nhà này buồn lắm đó. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi con ve sầu thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu rân trên ngọn me tây ngoài nhà viết. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong gian bụi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt. Nhưng biết người ta có ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thêm. Chiều chiều xa bên ngô mông rồi vẫn hờn con đò nhỏ. Ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhạt mịt. Thì hồi nào tới giờ tôi cũng về nghỉ hè rồi trở lên tỉnh, chứ đâu phải mới lần đầu. Sao mà Lan buồn quá vậy? Hồi nào tới giờ có lúc nào mình ở gần nhau hoài đâu. Có chứ, có cái hồi nhỏ xíu chưa biết gì thì có. Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì, nhưng không biết người ta có quên không. Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới rằng ràng đây nè chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lân lên người ta ra tỉnh học. Thiên hạ thường nói xa lòng thì cách mặt. Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện tai lòng đổi giả lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con ve sầu bắt đầu ngưng tiếng hát, lá vàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tựu trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mong lung. Sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi sao xấu lòng. Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng dạ của tôi. Không phải tôi không tin, nhưng mà sao tự nhiên lần này tôi thấy buồn quá à. Tôi thấy sợ nữa. Nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trận gì đó. Mà không phải tôi nghe lén à nghe. Tại nói lớn quá cái tôi bưng chè lên, tình cờ tôi nghe đó. Ôi chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì. Trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết. Hơn nữa người ta giàu sang quyền thế, ai thèm nghĩ tới mình. Nếu có con gái, họ đâu có chịu gả cho các thằng học trò đã nghèo rồi còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Nếu mà có chuyện gì chắc, chắc tôi chết à. Ơ kìa, chắc tôi đi tù à. Lan, Lan đừng nên nói gỡ như vậy, không có nên. Thôi bỏ qua chuyện đó nha. Chiều nay người
ta đi hả? Ờ, chiều nay tôi đi. Hôm qua tôi mới đập cái ống được để coi được nhiêu. Coi được nhiêu hẻn? Đồng 2, đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. Được 3 đồng 2 nè. Cất đi, bỏ túi xài. Đi đường có khát nước, uống đậu đỏ bánh lọt á nghe. Chứ đừng có ăn cà lem đau bụng mà. Mà có chai dầu gió nữa nè. Rủi có nhức đầu sổ mũi sức uống cũng hay lắm. Hổm con Xuân nó cố ăn cho nên nó đau bụng dữ lắm, cứ cho nó uống có một chút xíu cái nó hết trơn à. Thôi Lan cất đi, nhờ giả Lan với bác bên nhà hoài tôi ngại lắm. Không lấy hả? Không lấy tôi giận à. Bộ chê hả? Đâu phải, tôi... Lấy đi mà, lấy đi. Vậy phải được không? Thôi đi mạnh giỏi nghe. Lên tới chỗ nhớ gõ dây thép về cho tôi nghe. Chứ bác gái biết tin nữa hả? Lan ở nhà, Lan cố giữ gìn sức khỏe nghe. Mạnh giỏi nha. Dạ, quan lớn rồi, bếp sạc trình việc. Việc đó thi hành chưa? Dạ đã xong nhưng mà đang chờ kết quả. Tao chẳng chừng nào có kết quả hẳn cho tao biết mà. Mày lẹ quá vậy. Dạ quan lớn gọi chứ con đâu có gọi. Dạ đâu có tự nhiên mà con vào. Tao nhận chuông thì đứa nào nó vào mà chẳng được lựa là mày hả mày? Dạ đâu có được quan lớn. Con là người tín cận của quan lớn mà. Hễ chuông kêu là có mặt con à. Tiếng reng chưa dứt là con tới liền. Con sáng hơi chuông cho nên có đứa ác mọt ác miệng nó nói con là như kênh sáng hơi thay mai vậy đó. Giỏi à. Cái thằng chó má đó hồi trước á, nó cũng sáng hơi chuông như mày vậy đó, cho nên mới xảy ra cái nông nổi này nè. Mày nhớ không? Dạ, quan lớn nói ai vậy? Thì còn ai vô đây nữa mày? Mày hỏi cơ hỏi cầu tao chi vậy? Thì cũng tại tao tin người tính chẳng tay chân cho nên mới xảy ra cái tác tệ như vậy nè. Thật thiệt tình. Thì ra quan lớn giận nó, cho nên quan lớn sai con sắp đặt để gài nó ha. Mày sao cứ ôm xòm hoài? Đó là mày hại tao rồi đó, chứ mày không phải hại nó đâu. Cái miệng vậy hả? Chứ sao vậy? Từ nay tao cấm nhắc tới cái chuyện cũ đó nữa, nghe chưa? Dạ. Mẹ, bây giờ mày đi vào trong nhà, mày mời ba mày ra đây, tao nói chuyện chút coi. Nghe chưa? Dạ. Cô Hai à? Cô Hai, con thưa. Coi. Trời đất ơi, mày la cái gì, mày la làng đi mày. Tao biểu mày đi vào trong là mày mời ba mày, nghe chưa? Tại sao mày đứng đó mày la lên? Tao chết đầm. Dạ. À kìa, Liễu con. Con ra huyện đường làm chi vậy hả con? Dạ, má biểu con lên đây để... Để làm cái gì? Để thưa với ba là... Thưa sao? Là con không có chịu chỗ đó đâu. Như vậy là má của con đã cho con biết rõ việc chọn lựa của ba. Tìm người nhẫn hôn nhân, làm chủ cái thai để gánh nhục gia đình. Nhưng anh ta là một kẻ nhà quê, chức phận lại nhỏ nhen. Tìm già khi quá nghèo hèn, sợ xấu mà đi gánh nhục. Thà con vô ở trong chùa. Ở trong chùa là mày lang bang mang tiếng mang tâm. Vài năm thêm một mùng, chỗ này là bạn cũ của ba, nghèo dưới sạch, buồn đất biển thơ,
con đã ra tác lệ mà đầu cáo sen cứu hộ đáy nước bò trắng. Má thấy thành vũ khắc nghiệt tuy nghèo nhưng lẽ đẹp mà. Má má nói Điệp còn trẻ và đẹp trai hả má? Thì người ta coi mắt sơ sơ rồi. Còn dứt giác lại được điểm đó thì thôi, con chịu. Dữ ác hồn à. Trời ơi ông ơi, nó chịu rồi. Vậy ông lo ông tiến hành gấp gấp đi nha. Chứ để ngày qua ngày mà nó nở bề ngang là chết tôi mà cũng chết luôn ông á. Dạ thưa quan. Có cái gì mày? Hả? Dạ có một anh chàng được rửa. Được rửa? Được rửa nghĩa là sao? Dạ được rửa có nghĩa là không phải cái. Cái thằng ăn nói gì mà khó nghe quá hả? Nghĩa là cái thằng con trai mà không phải là con yêu đó phải không? Phải không mày? Dạ y như rằng. Thằng đó nó ra làm sao? Nó làm cái gì? Mày nói lẹ tao nghe cái coi nè. Dạ cái thằng đó nó có cái dáng dấp giống như là học trò. Nó đứng trước cổng bấm chuông. Hoàng biết con vốn sáng ơi chuông. Con nghe chuông cái con chạy ra. Nó nói gì thì mày nói ra cho lẹ. Ở đó mà tán hưu tán dưỡng. Thằng này nó là linh của tôi. Tôi biết tánh nó bà cứ để từ từ. Dạ con thấy nó bộ gió học trò mà con nghĩ nó là ăn cướp mà nên con đã đuổi đi rồi sau khi hỏi qua ít tiếng. Nó nói sao mà mày đuổi đi như thế? Dạ nó nói nó là người quen, nó muốn gặp bác ngủ trần thôi. Trời ơi là trời, nó là người ông mày chờ đó, sao mày đuổi nó đi hả thằng khùng? Dạ con nghĩ không phải là nó đâu. Sao mày biết không phải? Dạ bà nghĩ coi, làm sao mà con chờ nó được. Nó nói cái nó ăn nói hỗn láo là con biết nó không phải là người của quan rồi. Nó nói sao mà mày nói là nó nói hỗn? Dạ bà nghĩ coi, con vừa ra cái nó hỏi à, anh lính ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Bà nghĩ coi, con là bếp mà nó kêu con là lính đó, có phải là nó hổn với con không? Trời đất ơi, rồi hổn với mày cái mày đuổi người ta? Dạ không, nó hổn với con là con chỉ mất cảm tình với nó thôi. Nhưng mà nó hổn với quan con mới tức chứ. Nó hổn với tao sao mày nói tao nghe. Dạ coi. Nó nói cho nó gặp bác Hữu Trần. Vậy có gì đâu mà hổn. Hổn quá mức đi chứ ở đó mà không hổn. Bà nghĩ coi, ai tới đây cũng kêu quan lớn là quan, đâu ai kêu là bác. Vậy mà dám kêu là bác. Nó hổn với con không nói làm chi. Nó hổn với quan là con xô nó liền. Thì nó là cháu kêu là bác chứ sao. Mày ăn nói à, thiệt vô duyên. Mày chạy ra mau mà kêu nó lại. Nó đi mất là mày chết với tao. Chạy kêu nó mau đi, đi đi liền. Dạ khỏi cần chạy bà ơi. Thôi như vậy là tao hiểu rồi. Mày muốn báo để kể công. Quan lớn đúng là quan lớn. Quan hiểu bụng con như là lấy đồ trong túi à. Mày nói vậy nghĩa là sao? Dạ con muốn kể rõ ràng như vậy là cho quan ông quan bà hiểu con sáng dạ thôi. Đáng lẽ là nó hổn vậy đó, con phải đuổi nó đi. Mà con không có đuổi là con vì quan lớn mà sáng trí thông minh thôi. Vậy bây giờ thằng đó nó ở đâu? Dạ còn đợi ở trước cổng. Kêu mời nó vô mau lên. Dạ mời vô liền. Còn bà với con Thí Liễu á, chuẩn bị sẵn sàng hết cho tôi đi. Đi đi. Uống đi cháu, uống đi. Mới có vài ba ly mà ăn thua. Dạ vô đi nè. Dạ cháu có uống đi chứ? Uống không sao đâu.
uống miếng nữa đi cháu. Người ta nói nam vô tử như kỳ vô phóng. Ráng miếng nữa rồi. Có sao đâu. Bữa này là ở nhà. Rồi, có mày hỏng phóng gì thì cũng sủi lơ được. Bà phụ với tôi coi. Bà nhiều nữa bà dư chứ không có con hiểu cái coi nè. Chuyện gì? Chuyện gì đây? Bật đèn lên coi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, như vậy thì còn gì là gia phong đề nếp của con nhà quyền quý nữa nè trời. Ông ơi, ôi đây nè, ông thương nhớ bạn cũ làm chi mà cho nó hại con hại cái. Ông nghĩ đến tình xưa làm gì mà rước điếm nhục về nhà vậy nè trời. Thằng khốn nạn, mày có nghe có thấy cái việc gì đã xảy ra trước mắt mày không hả? Trời ơi. Dạ con lỡ dạy, ba má tha cho con. Tha cái gì? Để tình bằng hữu cũ mà tha cho anh Điệp. Trời ơi, sao cha của mày không chịu đổi mô mà sống vậy để chứng kiến cảnh này là trời. Trời ngó xuống mà coi là trời ơi. Bác ơi, cháu đã. Trời ơi, nó ngã ra, nó chết rồi ông ơi. Ông ơi, có chừng ăn mạng. Ăn mạng cái gì? Chỉ có án tiền dâm hậu thuốc mà thôi. Mà sửa soạn đi, để rồi ngày mai hai vợ chồng mình đến gặp mẹ nó hầu hoàn tất kế hoạch. Đó, đầu đuôi câu chuyện nó vậy đó. Cũng vì câu chuyện đó đó mà vợ chồng tôi bắt buộc phải lặn lội xuống đây. Cũng tại ông bày đặt đãi đằng rượu vàng chi cho quá độ cho nên bây giờ mới xảy ra cớ sự đó. Trời ơi, bây giờ nó tác tệ đến như vậy rồi, phải biết tính sao bây giờ đây. Trời ơi, làm khổ chi vậy nè trời. Bây giờ quán lớn thân ngành đến đây bắt tội, thì mẹ quá con côi tôi đành quỳ xuống đây xin chịu tội với ông. À, kìa, chị Cử, chị đứng lên đi. Kéo đây rồi tôi phải đắc tội với người xưa. Dù sao đi nữa thì giang nó đã lỡ đóng thuyền rồi chị. Tôi nói vậy phải không bà? Đúng đó, bây giờ giang nó đã lỡ đóng thuyền rồi. Vậy thì chị nhờ mối lái đến dạm hỏi, tôi gả phất con Thí Liễu cho thằng Điệp cho rồi đi. À thôi được rồi, bấy nhiêu lời đó cũng đủ lắm rồi. Để cho chị Cử lo liệu. Mà nè, chị lo làm sao chị lo nha chị Cử. Vợ chồng tôi xin phép cứu tử. Về bà. Điệp ơi, mày gây chi chuyện khổ như vậy hả Điệp? Hương hồn của cha mày chắc cũng hổ lây với chân suối kìa. Nhà cửa thiếu trước không sao như thế này nè, thì làm sao mà đủ lễ cưới con quan hả con? Bằng như quyết liệt từ nên trời ơi, thì làm sao cho khỏi tội tình với người trên trước hả con? Mẹ, con hư đốn quá. Chuyện vừa qua con bàng hoàng như là cơn ác mộng. Con ơi, đành là giữa cuộc sống bả vinh hoa mùi phú quý, có lắm khi nó cũng che mờ nghĩ lực. Con người vốn dĩ sinh ra muôn đời ham, mẹ nuôi con còn sợ con thiếu từng giọt sữa hột cơm, sợ con thèm khát chất chồng thêm, rồi lớn lên trong cuộc sống bon chen không tránh được sai lầm.
cầm bằng như bỏ hết. Dù chết trước liền bây giờ mẹ cũng chẳng an tâm, cha cũng giữ đạo thân bằng cho đến chết, của cải chỉ còn chút tâm. Đến cửa nhà giàu mà không giữ được tâm tâm, để chạm giấy mực ố nhục con chưa từng uống rượu nên mới ra nông nỗi, giờ có hối hận thì cũng chẳng mất đi rồi. Phải chi người ta cầm đầu mày bắt mày làm tình làm tội thì cũng dễ xử chứ tao. Đằng này trời ơi, con không làm thế. Người ta diễn tình bằng hữu với cha con ngày trước để bao che tội lỗi cho mày, còn hứa hẹn đỡ nâng đưa mày vào dòng vinh hiển. Đành là người ta có lòng nhân hậu với con cái của bạn bè, nhưng người ta cũng muốn dùng mày làm tấm bình phong để che tiếng xấu. Điệp ơi, mẹ thắc mắc lo âu sợ thiên hạ chê cười mình tham sang phụ quân, sợ cha mày dưới cửu nguyên xấu hổ vì vợ con đã bội ước dòng nghèo. Chuyện kỷ phúc giao hôn với gia đình ông Tú mẹ coi như là lời thề tối thẩm linh thiêng. Dù cho biển cạn tội mẹ cũng đành thôi con. Cảm ơn mẹ, chân tình thành khẩn của mẹ làm con thấy nhẹ nhõm lương tâm và xấu hổ rơi đi một đôi phần. Thật lòng con nào có biết chi, vì người ta đã ép con sai rồi. Con nghĩ có thể đây là một âm mưu, người ta dùng con tiếp mộc di qua để che đậy tâm y đa tình của con gái nhà giàu hư thân. Làm sao đừng tuổi giống hồn cha con, nhất định con đến phủ đường nói rõ giàu có ra sao. Nếu chẳng may người ta dùng quyền lực, mẹ đừng buồn lo nếu con chịu khổ hình. Cha con tâm trong sạch và thanh cao. Mẹ còn nhớ cha con thường nói ba điều tâm niệm của nhà mình là: bần tiện bất năng di, phú quý bất năng giám, quy vũ bất năng khuất. Mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân nghĩa nghe con. Có một điều con xin mẹ giữ cho là đừng tiết lộ việc này với gia đình bác Tú. Tuy mơ màng chưa rõ mình có phạm tội hay không, nhưng con cũng thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ cho nàng đau khổ. Bình sanh mẹ không thích dối gạt ai. Gặp bác Tú mày á, mày liệu nói sao á thì mày nói. Tôi biết hết rồi. Chuyện này theo tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết cho ổn thỏa, đó là làm theo ý của ông bà phủ. Kìa anh, dạ, dạ anh mới qua, dạ mời anh ngồi. Thiệt là con cái nó làm khổ tâm quá anh ơi. Dạ thưa bác, dạ sao mà bác biết được?
Còn Lan, hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện, nó đứng ngoài hè nó nghe hết. Nó mới chạy về nhà vừa khóc vừa nói. À mà khóc, nó khóc thật nhiều chứ nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dàng hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở nhẹ nhàng vừa qua. Như sét đánh bên tai, cháu rất tủi hổ rất khổ sở trong lòng. Bận lòng thì chắc không ai tránh khỏi đâu. Làm sao gặp mặt anh hằng ngày mà tôi không xấu hổ? Làm sao mà tôi dám nhìn mặt ổng với Cửu Nguyên? Điệp, mày có thấy cái tai hại của mày chưa? Thằng con bất hiếu. Con nghĩ là còn chuyện gì mờ ám trong vụ này? Thật tình cháu không biết gì hết, cháu không nhớ gì hết. Cho đến khi tỉnh dậy thì... Có phải đêm đó cháu uống hơi nhiều rượu, cháu hơi quá chén phải không? Dạ, hồi nào tới giờ cháu đâu có biết uống rượu. Cho nên khi người ta say thì làm sao biết được mình đã làm gì, làm sao dám cả quyết mình không làm chuyện chi sai quấy. Rồi bây giờ anh liệu sao đây? Chứ tôi rối trí quá rồi. Theo tôi dù lỡ lầm, nhưng hễ đát được thì đương được. Hồi sinh tiền tôi với anh Cử là đôi tri kỷ. Tôi biết ý của anh. Trượng phu nam tử không thể không gánh trách nhiệm, dù mình vì một lẽ gì mà hành động sai lầm. Ý của anh muốn nói? Tôi đã nói là chỉ có một con đường phải chọn. Nhưng mà không được đâu. Còn con Lan, còn lời giao ước cũ. Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm, nhưng rồi chắc nó sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì tôi không thể nào thay đổi được. Anh biết tánh của ông nhà tôi rồi mà. Một lời đã hứa là như đinh đóng vào cột. Nay ông mất rồi cũng vậy. Còn con Lan, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn, thì lòng dạ nào tôi nhìn nó khổ hả anh? Chỉ có lời hứa thôi mà lỡ dở ra, tôi còn buồn như vậy. Huống chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ sở đến mức nào nữa chị? Chị Cử, chị cho phép tôi thắp ba nén nhang để thưa với anh Cử một đôi lời nghe chị. Dạ. Cảm ơn chị. Anh Cử, xưa nay người ta nói vật đổi sao dời,
nhưng tôi tin là tình thâm giữa hai gia đình mình không bao giờ dời nổi. Thập ba nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lời, vì tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc giữa hai. Biết tánh tôi mà xưa nay tôi không hề nói hai lời, huống chi ngày nay anh đã khuất núi còn chỉ phải táo tần trong cánh mẹ quá con tôi. Anh chưa biết lòng dạ tôi quyết chẳng đổi dời, còn chỉ cử đây thì trước sau vẫn vậy. Nay có chuyện biến dầu biến nổi, anh có linh thiêng tôi xin anh đừng giận đừng buồn. Anh Tú, anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ. Cũng tại tôi sanh con mà không biết dạy con. Mọi việc đều do con mà ra cả, con không biết phải ăn làm sao, nói làm sao cho phải nữa. Chị Cử à, tôi xin thề với trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị, còn cháu Diệp cũng yên lòng. Bác không phiền trách cháu đâu, chẳng qua với cháu con Lan nó không có duyên nợ cùng nhau cho nên mới xảy ra tai biến. Nay chuyện lỡ rồi, người ta giàu có quyền thế thì cái chuyện này không dễ gì. Với chị đây con Lan vô phước chẳng được làm dâu, thôi thì để cho nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn, nó tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là do tôi quyết định, chắc ở suối cháu Điệp à. Chuyện mình gây ra dù cố ý hay vô tình cũng không có quyền lẩn trốn trách nhiệm. Cháu phải nhận lời cưới con ông Phủ mới phải đạo làm người. Nhưng còn Lan, làm sao cho con được gặp Lan để cho Lan hiểu rõ lòng con? Hồi nãy nó có theo bác qua đây nhưng nó không vô, nó đứng khóc ngoài hè kìa cháu. Cháu cứ ra gặp nó đi, bác cũng không hẹp lượng gì mà không cho hai đứa gặp nhau một lần chót nghe Điệp. Anh Tú, chị Cử, chị đừng buồn, tình thân giữa hai gia đình không có gì thay đổi đâu. Tôi không phiền trách gì chị đâu, thôi tôi về. Đi đi cháu Điệp. Dạ. Thật là đau xót cho tôi.
phải là cả đời em dương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ấm vang trong gió, ân nghĩa nặng quằn vai mà đã vội vong tình. Lan ơi, tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được ý lòng mình, trong khi đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, đối với bác tu ở bên nhà tôi là kẻ vong ân. Hà cơm ân cơm nghĩa còn dính nó kẻ đắng, tiếng nhớ lời thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm tan nát lòng tôi còn nghĩ cố lụy cho bao. Sao người ta biết kiếm dở dào dở dội, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi đã trao nên cả ngày tôi tuổi chịu lo chuyện nhà sáng gánh hàng ra chợ, mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sáng ở bên nhà lo cho gia tất nước, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng trầu, ngày ngày bấm đốt ngón tay tin từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thua. Nhưng từ nay thì hỡi sợ lá bàn rơi, tôi mong con ve sầu trên cành me cao dòng hang, có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bến ngó mong rồi hồn dần khuôn đỏ. Lan à, mỗi lời em nói như kim châm mũi sắc, em có biết là tôi còn đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách nghe Lan. Không, tôi đâu có giận hờn, có trách móc ai đâu. Chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết rồi tới bữa đó tôi có qua đường bên này để phụ giúp một tay, hay là ở bên nhà một mình rồi tôi khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sầu duyên phận bé bằng. Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt lông. Sao hoa sông mà sao sao cũng xấu lòng bay xa. Là tôi anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này
Chắc không bao giờ tụi con được đón người ta về với tôi nữa. Lan ơi, anh đi. Anh đi đi. Lan, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Lan à, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Lan, Lan. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lan đâu buồn quá khi hơi điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời lắm chua cay, duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đời, vui chôn từ tôi không có quen nằm nệm. Đừng nói xạo. Nệm ấm chân em mới là mọi người đều mơ ước. Mà anh nói anh không có quen hả? Tôi nói thiệt mà. Anh nói không có thiệt đâu. Nếu thiệt tình á, anh không quen nằm ngủ trên nệm ấm chân em à. Thì anh đâu cần phải cố gắng học hành để mà mưu cầu công danh. Và anh đâu có gặp tôi. Cô nói lỡ chuyện kia. Lỡ chuyện kia là lỡ chuyện gì vậy? Tôi nói cho anh biết nha. Hồi đầu á cha tôi nói, mà tôi không có chịu. Nhưng lúc anh uống rượu á, tôi thấy anh đẹp trai quá à, nên tôi mới chịu cho anh cưới á. Chứ đừng có tưởng là ngon lắm rồi nghe. Xin lỗi cô, tôi nghe thật là cay đắng. Chứ có vui sướng gì đâu cô. Hả? Vậy là sao? Như vậy có nghĩa là, có nghĩa là anh chê tôi chứ gì? Không phải tôi chê, nhưng mà tại vì tôi không xứng đáng. Sao nói vậy? Sao không xứng đáng? Anh nè, bây giờ mình chưa có hợp với nhau, nhưng mà ăn ở riết rồi cũng phải hợp thôi. Lên giường ngủ với tôi đi mà. Cô ngủ đi mà, ngủ một mình cho nó rộng. Tôi không quen ngủ chung. Anh không quen mà tôi quen ngủ chung được không? Hả? Cô đã quen ngủ chung rồi à? Cô quen ngủ chung với ai vậy? Hả? Ê, đừng có kiếm chuyện nói bậy bạ nghe. Tôi nói tôi
chịu không có được. Chịu không được không quen hả? Tập riết có rồi cũng phải quen thôi. Nhưng mà tôi có chồng thì chồng phải ngủ chung với tôi hả? Nè, nói cho mà biết nghe, đừng có lên mặt hành hạ tôi à nghe. Trời ơi, dậy, dậy lên giường ngủ đi mà. Không vậy phải không? Vậy tôi ôm mền gối xuống đây ngủ, tôi muốn ngủ chung à. Ý, đừng, đừng làm vậy mà Thúy Liễu. Sao lại đừng? Người ta thường nói á, thà chưa ăn còn dễ nhịn, chứ còn đã ăn quen thì nhịn không quen. Đêm nay qua trước cẩn thận, ai bước vào cuộc sống vợ chồng. Cái đêm tân hôn là một đêm diễm tuyệt. Diễm tuyệt là khi nào họ tha thiết yêu nhau, chưa gối chân xuống thì lúc nào mà chẳng được. Anh phải nghe tôi, không nên cãi lại. Nếu chẳng bằng lòng, tôi lên miết cho mẹ tôi chưa coi. Trời ơi đừng có la cô hai ơi, dù sao cũng là tình chồng vợ. Cuộc sống trăm năm là duyên là nợ, cô mà la lên nghe kỳ lắm. Thôi được rồi, để từ từ tôi tập cho quen. Tôi nói thiệt anh nè, nếu chẳng có chuyện lỡ lầm, anh đừng mong hồng đụng đến ngón chân tôi. Chớ đừng nói chi tới cái chuyện làm chồng, đã được vui rồi lại còn muốn đòi tiền. Trong việc này tôi có được cái gì đâu. Thì được vợ nè, không phải sao? Tôi đâu có dám được voi mà đòi tiên cô hai. Đòi đi, cứ đòi đi, tôi là tiên nè. Tôi không đáng là tiên sao? Tôi muốn anh đòi tiên, anh phải chịu. Thôi cô hai à, tôi là thằng ngốc bán thang, người ta dùng để lót đàn mà đi. Anh nói vậy là sao chứ? Lót đàn là sao chứ? Anh vậy mà ngốc hả? Trời ơi, khôn quá cha người ta mà dám nuôi ngốc à. Ngốc mà biết liều mạng cưới con gái nhà giàu sang quyền quý. Có anh á, anh dùng người ta để lót đàn mà đi đó. Cô hai à, cô nói quan vậy tội nghiệp cho tôi cô hai à. Quan gì? Tội nghiệp cho anh đây, tội nghiệp cho tôi. Trời ơi, có chồng mà ngủ như vậy còn ra hệ thống gì nữa chứ. Anh không lên giường ngủ với tôi phải không? Tôi la lớn cho cha mẹ tôi biết à. Cô hai đừng có la, đừng có la mà. Tại vì tôi còn mắc cỡ. Trời ơi, đàn ông con trai mà bà đặt mắc cỡ. Đàn bà con gái người ta mới cần mắc cỡ nè. Tôi mắc cỡ thiệt mà cô hai. Mình chưa từng quen nhau, chưa yêu thương gì nhau, bỗng dưng lại đám cưới như vậy. Ngày đầu tiên phải mắc cỡ chứ cô hai. Sao tôi không mắc cỡ à? Ý mà không, tôi cũng mắc cỡ chứ. Cô hai nè, có phải hồi nãy cô hai nói tại cô hai lỡ cô hai mới chịu tôi phải không? Chứ sao? Cô hai lỡ gì vậy cô hai? Thì tại lỡ thì tại lỡ bị anh sai anh làm nhục nên tôi mới phải chịu á. Cô hai à, vậy bữa đó tôi sai, tôi có làm gì cô không cô hai? Hỏi đố tội chi cho thẹn mặt con người. Tôi hỏi thiệt cô hai, tôi đã làm chi mà ra nông nồi? Anh làm mà hỏi tôi chi, có phải anh muốn chọc cho tôi giận? Sự thật bại trước mắt mọi người, anh còn cơ cầu hỏi tôi chi? Cô hai à, tôi sai quá nên tôi không hiểu. Nhưng mà tại sao tôi vô được phòng của cô hai? Thì anh xô cửa anh vào, chứ còn gì mà hỏi tại sao? Nhưng mà cửa phòng cô hai chẳng gài sao mà tôi lại xô vô được cô hai? Người ta khiêng vô. Ý mà không, là anh sai khẩn khẩn. Rồi lúc đó cô hai biết gì không? Mà sao cô hai cũng làm thinh vậy? Lúc đó hả? Lúc đó tôi ngủ mê, làm sao tôi còn có biết gì? Anh bằng sức hùng hằng vì cơn say của rượu. Trời ơi, chừng chờ tỉnh ra thì tôi đành nằm khóc một mình.
bữa đó tôi quá sai, sai quá cần câu, tôi còn biết gì nữa đâu. Ý anh nói vậy là sao chứ? Tôi nói bữa đó tôi sai không biết trời trăng mây nước gì hết, sai quá cần câu rồi tôi có biết gì đâu. Sức bài đi không cần nghĩ chi qua tàn nhụy rửa. Cô Hai à, cô Hai đừng có khóc nữa. Cô Hai đừng giận tôi nghe cô Hai. Thôi đi. Anh biết không, đời con gái gìn giữ tiết trinh làm vàng ngọc để tặng cho chồng khi xuất giá, anh say rượu làm khuấy động, đâu còn nghĩ chi tiết ngọc thương hương khi bơm chán ông chương. Đàn ông con trai có quyền đi trăm vàng nẻo đường, nhưng lễ giáo gia phong cứ buộc rằng người con gái mắt nhìn thẳng hướng đường mà đi. Hèn chi trong đêm đồng phòng qua chút hôm nay anh bỏ mặt tôi một mình dò dò. Nếu không thương anh cứ nói cho tôi rồi bỏ chứ hành hạ tôi chi mang cây cánh đoạn trường. Tôi gian cô mà, bác phụ với cha tôi xưa cũng là bạn. Cái gì? Anh chỉ gọi cha tôi là bác thôi hả? Không không, tại vì tôi quen miệng, lần lần tôi tập lại mà cô Hai. Mọi việc phải bắt đầu tập liền ngay bây giờ, chứ đừng có hẹn lần hẹn lựa gì nữa hết á. Cô Hai, tôi đã bắt đầu tập rồi đó chứ. Đêm nay tôi đã tập ngủ chung với một chuyện vợ chồng chỉ nên thủ thỉ với nhau, sao mỗi chút mỗi đem ra làm phiền cha mẹ. Cha mẹ sống cả đời lo chăm nuôi con trẻ, nay đã lớn khôn xin đừng làm cho cha mẹ buồn đau. Anh nói thì nghe cũng được đó, nhưng bây giờ chuyện mình anh tính sao đây? Thì tôi nói rồi, cô Hai để cho tôi tập lần lần mà. Vậy hen, chết ăn à nghe. Dạ. Buồn ngủ quá à. Vậy cô Hai lên giường nằm ngủ đi. Bây giờ mình tập lần lần đi nghe. Dạ tôi tập mà. Ôi sao tôi lạnh quá à. Thân mật coi. Cô Hai à, để tôi lấy mền đắp cho cô nha. Ê, anh ngồi đây anh canh tôi chờ tôi ngủ được không? Dạ được. Tiểu thơ nhà này mới chịu ra khách, con gái mới có chồng mà ngủ trưa quá thiệt hạ họ cười chết đã con. Má, ý hệt như là con nít vậy đó. Gì đây? Con không có chịu nổi cái cảnh lãnh đạm thờ này nữa đâu. Có chồng mà phòng không gối chiếc thì thở vậy còn hơn. Trời đất ơi, con nói gì? Cô nói cái gì má nghe lùng bùng cái lỗ tai, má nghe không
không được với trớn nổi gì kìa. À, ông ơi, ông ra đây mà nghe nó, con gái mình nó nói nè. Cái gì? Gì mà dữ vậy? Gì mà bà la ốm tỏi lên như là cháy nhà? Trời ơi, còn hơn là cháy nhà nữa. Con Liễu mình nó nói là cả tháng nay thằng Điệp nó trời ơi, nó không có gì trớn nổi á. Trời ơi, nó lạnh lùng như là con nước đá vậy đó. Cái gì? Trời ơi, như vậy kế hoạch bắt rễ hờ của bà nó ăn tét hết trơn rồi. Liễu à, bộ thằng Điệp nó đợi tới non nước này rồi nó mới báo cáo nè. Trời, cái bụng mày một ngày một lớn, tao với ba mày biết lấy cái gì mà đẩy cho kịp nè. Trời ơi, bà đừng có la ôm xòm như vậy rồi nó đồn đại ra ngoài thiên hạ rồi người ta cười, người ta chê cho. Thôi, còn Thủy Liễu vô trong đi, để đó ba lo Liễu nè. Bếp sạc đâu rồi? Gọi cô Điệp vào hầu quan lớn coi. Ừ. Bà má vậy. Bà má tính sao thì tính nha, chứ con chịu hết nổi rồi đó. Được rồi mà, con vô đi, để rồi ba lo cho. Còn bà ở đâu rồi? Nghe tôi dặn nè, hãy bà thấy tôi dữ thì bà phải hiền nghe chứ. Hãy tôi buộc thì bà gỡ, hãy tôi cứng rắn thì bà phải mềm dẻo. Nghe chưa? Nghe kìa, con nó đến rồi đấy kìa. Ráng kèm là một chút. Dạ, thưa ba gọi con. Má mày gọi chứ tao không có gọi. Đó, nó đến đó. Bà có gì không bằng lòng vừa ý thì bà cứ nói thẳng cho con nó biết đi. Lựa là bà phải mắng giống cho tôi nữa làm cái gì? Tôi làm quan là để tôi xử thiên hạ, chứ không lẽ tôi cứ xử kiện trong nhà này mãi sao vậy? Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi? Xin má cứ thẳng thắn rầy dạy, chúng con đội ơn má. Tôi đâu có cần cô cậu quạt nồng ấp lạnh, tôi cũng không có cần cô cậu dâng cơm vừa nước nữa, mà chỉ muốn cô cậu ăn ở thuận hòa đầm ấm với nhau, vui vẻ mặn nồng trước sau, không ngại tốn hao bắt rễ về núi trong nhà. Phiền hà điều chi mà để vợ mình gối chiếc. Hay nó còn mặc cảm sang hèn với lạnh đạm thờ ngày qua ngày cũng thẳng quen mà. Dạ thưa ba, con nghĩ là tam chín tháng sau mặc cảm kia nó sẽ tiêu tan. Trời ơi, ông nghe chưa? Làm lễ nhà này phải gọi giả báo dân. Dạ dân, lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy. Vậy đó là được à. Sớm biết điều là cái thức thời, lầm lì lì như vậy là một thằng dạy. Con biết chưa con? À, biết giả dạy qua ải mới là nước khôn đó con à. Dạ dân. Dạ. Vậy mới được. Cậu, nói này nghe, nói nghe. Gì mà quan trọng quá vậy thầy đội? Trời ơi, cậu kiêu ngạo em hoài, chưa có mang lon cai mà đội cái nỗi gì mà đội cậu ơi. Đội hũ, đội lu, đội dù, đội lọng gì cậu biểu phức cái là em thi hành liền à. Gì vậy ơi? Là cái cậu làm ơn nghe, cậu lén lén á, cậu điện cái cậu xem lại cái hồ sơ giùm em coi nó có. Tôi đã cho anh biết rồi. Dạ. Không có gì thay đổi vào giờ chót cả. Trời ơi, không đã thay đổi giờ chót nghĩa là em phải đổi xuống hốc bà tò. Trời ơi, em ơi cậu ơi, chú bếp sạc, chú đừng có méo, chú méo giống ý cậu muốn nói tôi méo giống cù lần phải không? Tôi cù lần thiệt mà cậu. Cù lần đến nỗi mà quên câu biểu tận cung tàn. Người ta biểu tôi phải tận tâm, tôi bèn tâm lực cúng cung, thiệt cũng y chang là đời tôi tàn. Anh này nói ngàn nghe cũng nghi ngộ, câu nói kia là cung tàn biểu tận có nghĩa là khi đã chim cây cung kia bị quên bỏ tuyệt tình. Dù tôi nói chẳng lời nhưng ý thì cũng y như thế.
người ta biểu tôi làm, rồi người ta đuổi tôi đi cho quân mắt. Buồn lắm. Kiếp lính cũng kiếp làm công, như thiên lôi sai đâu đánh đi đó. Đánh chung thì được khen, đánh trận thì lãnh phạt thôi. Cậu ơi em có lỗi, tội gì đâu mà phải đổi đi xa ức quan, còn hơn em giết đi. Ôi đời là vậy, cái cung tàn điểm tâm. Ôi đã biết vậy rồi còn tham gian nổi gì. Nhưng trước khi bỏ chốn này đây, tôi nói rõ cho cậu hay, vì sao mà tôi phải đổi đi phu nhân của cậu mang thai với người lạ. Ổng biểu tôi hại người. Trời ơi, bây giờ ổng hại mình. Đừng có nói chơi vậy nghe chú bếp. Chơi cái lỗi gì? Tôi thưa cậu, tôi mới dám tiết lộ cái vụ này. Cậu không tin tôi ha? Cậu không tin tôi không? Chú có bằng chứng gì cụ thể không? Thơ của tác giả cái bào thai. Tôi run mà tôi quíu lưỡi luôn đó đây nè. Gửi cho nhà xuất bản nè, được không? Đây cậu xem đi. Đó, cậu xem đi rồi cậu biết hết. Ủa, bức thư này là... Ê, không phải, lộn. Cái này nè, chứ không phải cái đó. À mà cái đó cũng của cậu luôn. Chút xíu nữa tôi quên mất rồi. Hả? Ai đưa thư này hả? Hiện giờ ở đâu? Sao nãy giờ anh không đưa cho tôi? Cái thư này ai đưa? Trời ơi, cái gì mà cậu quýnh quán lên vậy? Trời ơi, cậu quýnh quán hư bột hư đường hết. Tôi rành cái hoàn cảnh của cậu quá mà, tôi mới biểu người đưa thơ ngồi ngoài để tôi tìm cách bí mật tôi cho cậu biết. Đồng thời tôi biếu cậu một món quà nho nhỏ để trước khi tôi lên đường xuống hốc bà to đó, ngồi ngáp rồi cho qua ngày đoạn tháng. Thôi trời ơi, chú làm ơn, chú lén đưa người đó đến đây gặp tôi, mau lên đi. Được rồi, mấy cái vụ mà vượt hàng rào sắt là nghề của em mà cậu. Cậu cứ yên chí, cứ đọc thơ đi. Cậu đọc chưa hết thơ là người đưa thơ là sẽ trước mặt cậu liền. Đẹp con, từ hôm đám cưới tới nay, má nhớ và trông con hoài mà không thấy vợ chồng con về. Má biết là con bề bộn công chuyện, nhưng con biết ở dưới mình bà con ưa sầm xì bàn tán lắm. Nếu có thể, vợ chồng con nên thu xếp về thăm má. Lúc này má ở nhà có một mình, buồn lắm. Con Lan nó vô chùa nó tu rồi. Trời ơi, nàng đã thi phát quy y, mà chính tôi là thủ phạm đưa nàng vào đoạn đường quẩn trí. Lan ơi, tội tình chi mẹ phải đọa đài quay lưng với trần thế, để giam cuộc đời vào thế giới vô ưu. Lan ơi. Nhỏ. Trời ơi, nhỏ này nó điếc trời. Nè, lại đây. Nhỏ, vô đây nè. Vô nói gì nói lẹ lẹ nha, đặng tao dẫn ra ngoài nghe không? Dạ, cảm ơn ông Ách. Cái gì ông Ách mày? Tao là ông bếp, có lên chức là lên ông lò thì được, chứ ông Ách thì còn khuya. Đó. Cậu Hài ra kìa. Anh Điệp, em ra thăm anh đây nè. Thôi cảm ơn ông cò nghe ông cò. Kìa, Xuân. Em cảm ơn ông cò nào. Dạ, em nói chơi với cậu ấy chức lớn hơn ông bếp là ông lò, chứ có ông cò nào đâu cậu ơi. À thôi, tôi bước ra ngoài canh cửa. Cậu nhắn gì về nhà thì nhắn lẹ lẹ nha cậu. Rủi mà nó đổ bể ra, trời ơi. Chẳng những là cậu không yên thân, mà tôi kỳ này chắc không có xuống hóc bà to đâu, mà kỳ này chắc xuống kẹt bà to luôn. Thôi lẹ lẹ nha cậu, nói nhanh nhanh nha cưng. Sao Xuân? Chị Lan em xuống tóc rồi hả Xuân? Anh nói chị Lan xuống đâu? Chị đâu có xuống đâu mà chỉ lên chùa rồi ở bệ cái trống luôn hà. Trời ơi, như vậy là thật rồi. Nè Xuân, em không đi thăm chị ấy sao? Ở nhà không có ai cản ngăn, không ai lên rước chị Lan về sao? Chị Lan có nhắn gì với anh không hả Xuân? Có không em? Trời ơi, anh hỏi gì nhiều quá vậy? Thì chị Lan trốn nhà đi vô chùa nên không có ai biết, làm sao mà cản. Kế cái chị bị người ta hớt mà nên cua cái đầu lắng bóng hà. Cái chị mắc cỡ quá, không cho ai thấy mặt hết á. Để có
lên kêu chị về mà không gặp. Em lén chui qua rào vô chùa kiếm hoài không thấy nữa. Tía nói chị biết anh cưới vợ nên chị mới vô chùa đó. Phải đó, chị Lan của em thương anh nhiều lắm. Biết từ đây xa anh vĩnh viễn nên mới mượn chốn thiền môn chôn sầu lắp thảm để quên đi. Cành trái ngàn phần bé bàng, anh càng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Khi biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh, anh có vợ làm gì cho chỉ buồn chỉ quý. Đi em. Khoan khoan, trời ơi, báo động, báo động. Nhỏ nhỏ, trời ơi, mày đi ra ngoài giùm tao đi. Trời cái gì ơi. Vậy? Trời ơi, đi mau mau đi, lại lên cô hãy xuống kì. Chết tao rồi, đi lại lên. Anh Sạc, tôi đưa em tôi đi có chuyện cần. Nếu cô hai có hỏi, anh nói sao thì nói cho xong thì thôi. Trời ơi, chết rồi, cậu ơi, có lẽ đi, cậu mà trời. Đi em Xuân. Dạ. Cậu ơi, đừng có đi, trời ơi, cậu ơi, đừng có đi, chết tôi rồi. Cái điều này là tôi lãnh đủ rồi, cậu ơi. Thì anh cứ nói là tôi đi mua đồ. Cô hai ở nhà sửa soạn đi, rồi tôi về tôi đưa cô đi thăm mẹ tôi. Mình đi em Xuân, chưa kịp chuyến xe lửa sáng nay. Dạ. Cậu, cậu, cậu nói đi sao? Sao lại đắp nắm mồ con rồi khóc than kể lể? Tôi vùi chôn xác bướm cua nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kính nỗi niềm riêng. Đã từ lâu đeo đẳng trong lòng chuông cành lan. Hãy subscribe.
dưới cành lan đã vùi chuông nơi đáy muộn là chuông đi bao nỗi đau buồn. Sao giọng nói chuông nghẹn ngào, sao lệ đầm quên mi. Tôi đâu có khóc. Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi chú vào cho thầy giải việc. Quỳnh, Quỳnh à, Quỳnh đừng mách lại với thầy nghe. Lần này thôi, tôi không khóc nữa đâu. Thôi, chú lên hầu thầy ở chánh điện đi. Vâng. Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Mô Phật, thí chủ có điều chi mà tất tả giật chuông gọi cổng? Chú làm ơn cho tôi gặp một người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp. Thí chủ lầm chùa rồi cũng nên. Ở đây có một người vừa thọ giới sa di nhưng lại là một nam nhi tên là Điệp. Hả? Tên Điệp? Trời ơi, thôi đúng rồi. Chú vào gọi giùm người ấy ra đây. Người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa. Người ta vì tôi mà. Chính chú ấy lo việc giữ chuông mở cổng. Thí chủ, xin chú mở giùm cổng cho tôi đi. Cho tôi vào, tôi gian chú mà. Chú làm ơn tôi gian chú mà chú Tiểu. Kìa, chú ấy ra đến kìa. Hả? Lan, Lan ơi, Lan à, mở cổng cho em vào. Trời. Lan. Anh Điệp. Lan à, mở cổng cho em vào. Anh về đi. Lan. Anh về đi. Lan à, mở cổng cho em vào đi Lan. Lan ơi. Lan. Lan ơi. Lan. Chú ấy đã cắt đứt dây chuông rồi. Lan ơi. Em cắt đứt dây chuông là cắt đứt tình của ta rồi. Chú ấy đã quyết tìm quên lãng. Xin thí chủ chứ làm náo động cửa thiền. Chứ đem bụi trần làm giấy đục chốn am không. Xin cho bộ kẻ tu hành trở về cùng tục lụy. Thí chủ, thí chủ hãy về đi. Dân. Thuyền neo bên đường tu làn
nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan. Hoa cùng với bướm em trong muôn trang sách chút cùng một nấm mồ. Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng. Mối tình đầu tiên nàng đánh chung vui theo đuôi bướm. Sâu cho thân gái tình duyên ngang trái, tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than, như đêm tiếng buồn, như gieo hoang tàn đến cho đời nàng. Như đêm tin buồn, như gieo hoang tàn đến cho đời. Sốt ruột quá rồi đó nghe. Trời ơi, lội bộ hả? Mỏi chân gần chết à. Ý, vợ chồng thằng Điệp nó về tới rồi nè. Con ơi. Ủa, bà là má của anh Điệp đây à? Má anh Điệp mà về sao? Con không nhớ được má sao con? Mới gặp hôm đám cưới đây mà. Ủa, rồi con thằng Điệp nó đâu rồi? Bộ nó... Xe ban, quốc bộ tới đây muốn rã cặp giò đây nè. Ảnh còn khệ nệ đằng sau á, lớp quẩy, lớp mang, lớp cổng, lớp đội. Kìa, thằng chả về kìa. À, con à, để má nhắc ghế hay con ngồi nha. Con ngồi đây để nghỉ cho nó khỏe đi. Để má đi vô má nấu nước pha bình trà nóng cho con uống. Chứ nước này hồi sáng giờ nó lạnh tanh rồi. Trời ơi, nóng gần chết mà cho uống nước trà. Bộ đây không có nước đá hả? Mà thôi, nấu nước đi, tắm nước nóng cho sảng khoái. Nhà gì mà như cái ổ chuột vậy, bực bội chết được à. Về chơi 2-3 ngày mà mang chi cả đống vali, bỏ lại thì sợ mất, bằng ôm thì phải có 3 đầu 6 tay mới xách hết được. Nhà cửa gì mà không có được một đứa con nít để sai giặt nữa. Dạ thưa mẹ, con mới về. Nè, mợ nó có thưa mẹ chưa? Rồi. Mẹ vừa pha nước xong, hai con đi tắm cho nó khỏe đi. Ý trời đất ơi, mẹ làm gì lạ vậy? Nhà không có người ăn kẻ ở, mẹ để đó cho vợ cho vợ chồng con lo. Mấy cái chuyện lặt vặt vậy mà mợ nó lại để cho... Ai mượn, ai sai, ai biểu? Má tự động mới đi mà cử với tôi lại sao? Thôi con à, nhà mình không có người, vợ con lại không quen làm lụng chân tay, chuyện vặt vãnh vậy đó để má lo được đó mà. Đó, anh nghe người ta nói chưa? Tôi có sai phái bắt đâu. Thôi thôi cô nín đi, đừng tru tréo thêm cho lợm giọng. Với mẹ chồng của cô gọi trọng lúc xưng hô. Tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi việc. Từ cái việc muốn hiếp chồng con,
đến sự tồn tại của cái thai quan. À, hôm nay anh lại lên giọng cầu cao. Về đây để bắt bẻ nọ kia hả? Về đây hay ở phủ đường cũng chỉ vậy thôi. Vô phép xác thực với mẹ tôi hả? Hành động đó không tha thứ được. Ờ, không tha thứ được rồi cho anh muốn gì đây? Ra tòa ly dị là xong. Ê, ê, nè nè, anh đừng có tưởng tôi đuôi mù không thấy, không biết những việc gì của anh hết mà lầm. Tôi cho người theo dõi anh từ lâu kia. Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội. Muốn ly dị à? Dễ mà. Thôi thôi thôi, cho mẹ xin đi, đừng ai lớn tiếng với ai hết á. Các con về đây là mẹ vui mẹ mừng rồi, có cực khổ trăm bề cũng thỏa giá. Xá gì ba cái chuyện lặt vặt cỏn con đó, mẹ làm lụng hằng ngày nó quen tay rồi. Đừng đừng ai vì mẹ mà lời qua tiếng lại, mẹ còn khổ tâm hơn nhiều. Thôi bà nín đi. Nè nè, anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm à, vinh hạnh lắm đi theo anh về đây à. Ra đường tôi mắc cỡ muốn chết vậy đó. Chung vào căn nhà ọt ẹp nóng rang cái mặt mày vậy nè, khát nước muốn chết vậy đó mà có dám rời vào cái chén cái bát ở trong nhà này đâu. Cô nên lặng thinh là hơn. Tôi cố nhịn cố nén cho mẹ tôi vui kìa, chứ kỳ thật những lời lẽ mất dạy đó đáng thưởng vài bộp tay cho. Này em, mày nín có được không? Hai con hãy nghe mẹ nói nè. Không nghe vậy đó. Vợ chồng son nào mà chẳng rầy rà với nhau. Chén nó trong sống nó còn khua nữa là. Đàn bà có thai ốm nghén thì hay sẵn tính, dễ cao có. Làm chồng con phải hiểu, đừng có quạo quọ quá đáng mà tội nghiệp cho nó chứ con. Trên phủ đường á, tôi chưa từng động đến móng tay mà. Biết tôi có tài thì xê dịch má tôi còn phải cho người dìu đỡ mà. Chị xui cẩn thận như vậy là tốt đó con à. Mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chứ. Con ơi, bây giờ con cứ nằm nghỉ đi. Nó nói gì kệ nó, mọi việc để mẹ lo cho. Cháu nội của mẹ? Con không muốn mẹ phải hành xác gì vì cháu ngoại của ông bà già vợ của con. Điệp, con nói khùng nói điên gì vậy Điệp? Ờ, thì người ta cũng tưởng con khùng, con điên nên họ mới chọn lựa đó. Nè, anh muốn mỉa mai ai? Anh nói đại đi. Tôi bày tỏ thái độ rồi ban nãy, hay vì cô mặt dày quá không kịp cảm nhận. Tôi muốn ly dị vì cái của nợ không phải là máu huyết của tôi. À, Điệp, con nuôi anh là chồng có hôn thuốc của tôi mà anh dám mở miệng mã lị vợ như vậy đó hả? Điệp, Điệp ơi, mẹ không ngờ con tệ như vậy. Ăn ở với người ta có con có cái mà chạy chối trách nhiệm là hạng sở khanh, là đứa tồi tàn, là đồ hèn mặt đó. Mẹ nghe anh nói vậy mà nói được à? Con có bằng chứng trong tay, lâu nay con lặng lẽ làm thinh nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó vô phép khinh khi mẹ, không thể gạt gẫm mẹ, không thể cưỡng đoạt cho hòn máu vô danh kia một thâm tình bà cháu. Nè, tôi đã nhất quyết rồi, cô về thưa lại với ông bà phủ lo thủ tục làm vừa. Gì? Anh đuổi tôi phải không? Có chứng mẹ hen. Được rồi, anh chóng mắt xem ba má tôi lo thủ tục ly dị cho anh nè. Tôi về. Khoan, khoan đã con bình tĩnh nghe mẹ nói đây. Không có bình tĩnh gì hết á. Chào. Liệu con. Mẹ à, mẹ cứ để cho người ta đi đi, cầm cọng lại làm gì? Mày hồ đồ lắm. Hạnh phúc đổ vỡ đã đành rồi, còn thâm tình nghĩa trọng giữa người lớn với nhau mới tính sao đây chứ. Ai hình như là anh Tú qua cái kìa. Cô hay rót nước nghe con. Dạ. Nhà có khách hả chị Cử? Dạ. Chào anh. Anh mới qua. Ôi khách khứa gì đâu anh. Vợ thằng Điệp nó mới về đó anh Tú. Dạ.
bác mạnh giỏi. Ờ, cháu. Dạ thưa bác. Bác uống miếng nước. Để đó cháu. Cháu về đây thật là may quá. Thật là đúng lúc lắm. Chị Cử à, tôi vội vã qua đây là để cho chị hay được tin con Lan đang bị bệnh ngặt nghèo như đèn keo trước gió lập lè. Hồn mong manh như mảnh keo chuông nặng sắp sửa lìa trần. Điệp con dạy con hãy xem đây là bức thơ của hòa thượng. Mẹ con tôi gây ra tội tình, xin nguyện lo lắng hết sức. Tôi đưa thằng Điệp lên chùa, chắc nó chưa biết đường. Dạ con có đến nó một lần rồi. Hả? À, mà dạ thưa mẹ con đi, thưa bác con đi. À, khoan à, kìa Điệp à. Điệp thủng thẳng đi con, đừng có chạy té chết à con ơi. Trên cành buồn không ca, chim hỡi xót thương ai. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay, che tiếng phía chân trời. Một con đò trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm, rồi mùa thân lữ khách lên đò qua bến sông nét mặt ưu sầu. Chiều nay cũng như bao lần rồi lang ra sân đứng khóc u. Chợt nghe tiếng chuông vang vọng từ xa xa, ai đến viếng thăm chùa. Trời vô tình nỡ khiến xui nên cơn ly tan, cớ sao hay còn xui người yêu đi thăm làng. Điệp nhìn làng không nói, đôi lòng chung đắng cay.
kìa. Chú Tiểu, chú Tiểu ơi, tôi vừa nhận được thư của sư cụ nên tôi vội vã. Phải, thầy tôi cho tìm thí chủ mấy ngày nay vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng. Hả? Mà miệng cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tay mà lòng vẫn không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để... Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn, người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự. Trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng. Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhau. Ra đi thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi này hãy trao áo cà sa. Người hãy khoác lên giả dạng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn đường vào. Xin chú dẫn tôi đi. Xin thí chủ đừng làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi. Vâng. Đời đời yên.
vẫn biết mình đức bạc. Thương niết bàn thì thâm thẳm mù xa, mà đường đĩa ngục thì thênh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy mang điều vọng ngữ. Con không phải là vũ khắc điệp mà tên thật là Nguyễn Thị trời lất phất gió mưa,
cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cu. Lá bàn ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tiếng sầu. Cầu trẻ gái nhịp đứng trên dân, con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quải hàng trên đường về khi tan trời. Thầy là bậc chân tu mà khi trời sớm sáng tu còn gửi trong lòng nhiều ký kẻ trốn mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kể lời kinh không quay quá được chuyến lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gửi buồn gửi nhớ. Xa phương cành nan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao núi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng trở về nguyên vẹn. Đêm ơi em đã cất đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt với. Kia. Lan.
Em thấy rõ ràng,
con bé tay trước nhà viết. Em đứng đó nè, em chờ anh về mà. Mà kìa, kìa, anh Đẹp. Anh đây, anh đây nè, anh đây mà. Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đứng đó? Không, anh đâu có đi đâu với ai. Anh về với em mà. Anh về với em. Anh về với em hả? Anh về với em nè. Anh đâu có bỏ em mà đi nữa phải không anh? Không có đâu. Vậy là em nghĩ qua cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha. Không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em. Anh Đẹp. À, anh nè. Anh Đẹp ơi. Lan. Anh đứng đâu? Anh đứng đây nè. Anh bên cạnh em đây nè. Anh ở cạnh em đây nè. Rồi mình về nha anh. Sao em? Anh Đẹp. Lan. Đẹp ơi, anh đâu? Anh Đẹp. Lan. Lan ơi. Sao em? Lan. Sao em không thấy gì hả? Lan. Em không còn thấy anh nữa. Anh bên em đi. Đẹp ơi. Lan ơi. Lan. Ha ha ha.